Kè Hoa là cách khán giả gọi những người nghệ sĩ có nhiều tài năng, và một trong những người ấy sẽ có mặt hôm nay. Hãy cùng đến với Studio H9 hẹn cuối tuần. Làm sao mà được với tâm lý của một người yêu nhạc Trịnh Công Sơn một cách vô cùng trung thành và mỹ miều là tôi không đồng ý. Tôi sẽ mang cái chất của tôi vào đây. Chứ không phải là tôi vào đây là bị mất chất, không có. Nhưng nếu bạn nếu bạn nghĩ như vậy là bạn không đủ bản lĩnh để chơi cuộc chơi này. MC thì tại sao lại chiếm nghề của tôi nhỉ? Năm ngây ngô nhớ nàng ngọc nữ, nào ngờ ngọc nữ nói ngược ngang. Nhiều năm nhung nhớ nỡ nần, nam nằm ngẫm nghĩ ngẫm ngùi ngủ. Quý vị thân mến, ở trong giới nghệ thuật người ta hay dùng từ con tắc kè để nói về những người thường xuyên thay đổi. Và cộng đồng tắc kè ở trong nghệ thuật càng ngày càng đông. Và một trong số đó đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ Hà Lê. Xin chào anh Tùng Leo và rất vui vì em đã có mặt ở đây cùng với anh. Đây là một trong những cái chương trình mà em rất là mong muốn được lên đây để ngồi cùng trò chuyện với anh. Hôm nay giấc mơ đã thành hiện thực. Đề nghị gặp nhau thì cũng đã lâu, nhưng mà vì Hà Lê bận rất là nhiều những công việc, với lại cuộc sống của Hà Lê chủ yếu là ngoài Hà Nội. Dạ. Mãi đến hôm nay chúng tôi mới có thể sắp xếp được để cùng ngồi với quý vị. Và chắc chắn là ngày hôm nay chúng tôi sẽ vẽ một bức tranh về một con tắc kè đặc biệt. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có những cái từ khóa của chương trình dành tặng cho quý vị khán giả, và từ khóa đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hà Lê, đây không phải là một danh từ, đây là một tính từ. Đây là tính từ. Nghĩa rằng là tôi sẽ cho mọi người biết một người rất Hà Lê là một người như thế nào. Bởi vì biết đâu đấy trong tương lai sẽ có rất là nhiều những nghệ sĩ trẻ đi theo con đường rất Hà Lê ấy thì sao? Và việc tạo ra một identity, tạo ra một cái cá tính. Bộ nhận diện. Bộ nhận diện là một trong những điều như là một cái thiên chức của nghệ sĩ. Yep, chính xác. Và vì vậy đây là một tính từ, và chúng ta sẽ cùng nói về tính từ này ngày hôm nay. Ok. Và để bắt đầu cho tính từ Hà Lê trong chương trình này thì chúng ta vẫn sẽ có gói câu hỏi nhanh dành cho anh ấy. Ok. Nghe, sẵn sàng chưa? Em đã hiểu rồi. Mặc dù là anh thấy em có lén lén coi kịch bản của anh. Nhưng em mới chỉ đọc được cái trang đầu, em chưa dám dở thì sao? Rồi, câu số 1, công việc đầu tiên của bạn. Công việc đầu tiên là đầu tiên của đầu tiên. Đầu tiên luôn làm gì để là bước vào đời? Khi em bước vào đời em làm phục vụ bàn bia. Bàn bia. Câu số 2, thành tựu đầu tiên của cuộc đời. Thành tựu đầu tiên của cuộc đời đấy là vào năm 2004. Trả lời nhanh mà trả lời lâu thôi. Đó là vào năm 2004 khi mà em được quay music video đầu tiên và được nhảy trong music video đấy và được trả tiền. Wow. Câu số 3, hình tượng theo đuổi của bạn. Michael Jackson, Bruno Mars. Câu số 4, ca khúc yêu thích nhất của bạn cho đến nay. Yêu thích nhất là nhiều quá anh ạ. Nhưng mà phải chọn thôi. Chắc chắn là ngay vào lúc này. Ngay vào lúc này đấy là Ở trọ của bác Trịnh Công Sơn. Và câu cuối cùng, ước mơ tương lai của bạn. Ước mơ tương lai em sẽ sống vui, sống khỏe với nghề, với thứ mà em đã chọn. Đơn giản thôi anh. Rồi, ố. Vì chúng ta đang ở trong ước mơ của bạn rồi. Ngày hôm nay xem như là sống vui, sống khỏe. Đúng rồi, sống vui, sống khỏe và đạt được ước mơ là được lên ngồi nói chuyện với anh, được chia sẻ câu chuyện này với anh. Tôi thì không phải là người quá thân với Hà Lê, nhưng có vẻ là một người cũng đi trên cái con đường song song để mà quan sát được cái cách bóc vỏ của cậu ấy trên con đường của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta thử xem là tôi đã nhìn cậu ấy như nào nhé. Chúng ta quay trở lại công việc đầu tiên, làm phục vụ bàn bia là khi năm bao nhiêu tuổi nha? Lúc em đấy lúc em còn nhỏ lắm, khoảng tầm 14-15 tuổi. Nhưng mà lúc đấy thì mình làm mang tính chất là vui thôi. Bởi vì là lúc đấy gia đình em làm, thế là buổi tối nếu mình không phải học, mình rảnh thì mình xuống mình phụ giúp mọi người. Mình không có lấy lương về cái chuyện đó. Nhưng mà đến sau này khi em đi sang Anh du học và đến lúc em bắt đầu phải đi làm để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học nhảy các thứ, thì đấy cũng là công việc đầu tiên em đi làm. Bạn sang Anh là bạn học về ngành gì? Em học về toán kinh tế anh ạ, Maths and Business. Toán kinh tế mà bây giờ là một nghệ sĩ như thế này. Là lúc đó sang đó bên đó là lúc đó bạn mới bắt đầu định hình con đường là mình yêu nghệ thuật và mình muốn tìm hiểu về nghệ thuật, hay là nó đã có trong bạn từ trước? Thực ra là nó có từ trước, nhưng mà em vẫn chưa bao giờ dám vượt ra ngoài. Em vẫn chưa bao giờ dám, ví dụ mình luôn thích hát từ bé rồi thích nhảy. Rồi đến năm em học lớp 8, lớp 9 là em cũng đã được tiếp xúc với văn hóa hip hop, nhạc rap, nghe rất là nhiều, nhưng mà lại chưa có, tức là bố mẹ em thì lúc nào cũng cấm. Thấy con đi đánh cầu lông về bẻ vợt rồi. Thấy nói chung là hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động ngoại khóa ở thời điểm đấy đối với cả ấy là nó không có tác dụng, chủ yếu là phải học thật tốt, thật giỏi. Đúng rồi.
Thì sau đấy thì em cũng xin được học bổng để đi Anh. Em cũng nghĩ rất nhiều là ở sau khi mình học xong mình về mình sẽ làm gì, mình sẽ muốn làm gì. Bố mẹ mình đang làm kinh doanh thì hay là mình cũng làm như vậy. Em cũng có một vài ý tưởng nhưng em thấy lúc nào cũng cảm thấy là kiểu bị lấn cấn, bị không được thoải mái. Có một cái gì đó thôi thúc trong mình đúng không? Đến hôm đấy là em còn nhớ là khoảng tháng năm 2004, đầu năm đấy, thì em với bạn bè đi xem một bộ phim là Honey, có Jessica Alba đóng. Phim đấy là về nhảy. Về cô gái này là cô ấy là giáo viên dạy nhảy ở trong một cái khu nghèo. Xong cái nơi cô ấy dạy chuẩn bị bị phá đi để xây thành một cái trung tâm thương mại lớn, mà cô ấy làm đủ mọi cách để có được một cái phòng tập mới cho cái lũ trẻ của cô ấy đang dạy. Thế và đến lúc em xem đây rồi, đây chắc chắn là cái thứ mình muốn rồi. Rồi lúc đó có một cái cuộc chiến nào với gia đình để chọn lựa con đường đi của mình không? Em đã phải im lặng mất khoảng tầm hơn nửa năm, 8 tháng gì đó, không nói một cái gì hết. Em vẫn đi coi như là đi học bình thường, nhưng thực ra lúc đấy em đã bảo lưu kết quả ở trong trường và em đã đi ra ngoài, em đi làm và em đi học nhảy. Và một tuần hai lần em bắt tàu lên trên London để em học thêm những cái lớp nâng cao. Đấy, xong em gái em chẳng may bị tai nạn, thế là mẹ em phải sang chăm, thế là vỡ lở, thế là phát hiện ra hết. Thế nhưng mà mẹ em với gia đình thì cũng tức là cho làm cái việc đấy, nhưng mà vẫn luôn ở đằng sau và thôi làm mệt lắm, chả có tương lai đâu con ơi, tôi về đây mẹ kiếm việc cho này làm các thứ. Rồi bố em cũng sắp xếp những cái công việc này kia, nhưng mà em cũng thử rồi cũng không, nó cũng không cho mình được cái cảm giác thoải mái. Mặc dù làm cái này thì em nghĩ chắc anh cũng hiểu là sẽ có những lúc thăng lúc trầm, sẽ có những lúc mình rất là vất vả. Thế nhưng quan trọng nhất là mình không bị nản. Vì nó là cái thứ mình yêu thích. Hồi nãy thì chúng ta có nói về thành tựu của Hà Lê, thành tựu đầu tiên, thì đây cũng là một cách trả lời rất là Hà Lê. Là bởi vì với những nghệ sĩ khác họ sẽ nói rằng là thành tựu đầu tiên của họ là cúp này cúp kia, giải này giải nọ. Nhưng mà đối với nghệ sĩ này thì anh ấy lại nói rằng là thành tựu của anh ấy là anh ấy được hát và nhảy là lần đầu tiên trong một MV. Và lúc đấy chỉ được nhảy thôi anh ạ, mà còn không được, chưa được hát à? Không được, chưa được hát, và lúc đấy chỉ được không được lộ mặt. Em phải đeo một cái bộ đồ con heo bằng bông to dã man này, xong rồi là bài gì anh ơi, một bài của một ca sĩ nào đấy em không biết. Rồi. Ngày hôm đấy là đánh dấu cái việc là em được làm cái điều em thích, mặc dù nó hơi cực, nó hơi khác một chút, nhưng mà đấy là cái việc em đã rất là đam mê trong suốt thời gian qua, và hôm đấy là ngày em được ghi nhận, được mọi người trả công cho cái việc đấy. Nên là em nhớ nó suốt đời. Và nó cũng là một cái cơ hội để mình nhìn thấy cách làm việc của họ, đúng không? Trong những ngày đầu tiên mình đi theo. Và sau đó thì nó sẽ là những cái job tiếp theo, và mỗi một cái job mình lại tiến bộ hơn. Bây giờ tôi sẽ bật mí với quý vị lần đầu tiên tôi gặp Hà Lê. Thật ra thì chúng tôi gặp nhau trong chương trình Bước Nhảy Xì Tin. Năm đó thì tôi cũng được mời làm giám khảo, rồi cũng gặp Hà Lê. Thì thật ra vào lúc đó là tôi chưa biết bạn ấy là ai, và tôi có một cái câu hỏi rất là to rằng là thế cái bạn này là ai mà lại làm giám khảo nhỉ? Và tôi xem đó là một cái đoạn mà gọi là thông tin bị thất lạc. Và hôm nay tôi muốn thông tin nó sẽ được thông lại. Rằng là cái đoạn hoạt động trước đó ở Hà Nội, bạn đã tạo nên một kỳ tích gì mà đã được xem là một trong những người đi đầu về lĩnh vực gọi là nhảy hiện đại vào thời điểm đó. Vâng. Em cùng với cả nhóm của em đã mang một cái thể loại mới về, tức là thay vì là bây giờ anh em lên đây thì anh em tập trick này, tập động tác này này, tập động tác kia này, và chỉ tập trung cái động tác đó thôi. Thì bây giờ mình lên, mình sẽ đưa cho các bạn một series khoảng 40 động tác ở trong khoảng 30 giây của cái bài nhạc. Và mỗi một động tác nó lại xử lý theo một cái beat, một cái lời, và nó có mình, tức là mình phải phân tích cái bài nhạc thành từng cái đoạn để mình truyền tải cái cảm xúc của mình vào thông qua cái cơ thể. Thì đó là một cái concept tương đối mới, tại vì ở thời điểm đấy dancer của Việt Nam mình hay nhảy theo nhịp đơn thôi, tức 1 2 3 4, và cái động tác nó cũng chưa có nhiều cái gọi là cái sự sáng tạo của cái người nhảy. Mà họ chủ yếu là tổ hợp này đang mình đã tập như này rồi, thì bây giờ mình sẽ ghép cái tổ hợp này vào trong cái bài này. Chứ người ta chưa dựng cái động tác cho cái bài đó. Và anh nghĩ là sau khoảng 12 năm thì có lẽ là bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là các MV của Việt Nam, rồi các chương trình ở trên truyền hình, các cái phần về nhảy múa biên đạo, và đến cái lúc mà như lúc mà anh xem anh em mình làm giám khảo, cái năm anh em mình làm giám khảo là cái level về dance, về dàn dựng ở cái thể loại này nó là em thấy là đánh giá là cao nhất ở cái thời điểm đấy. Nhưng rồi sau đó tôi thấy bạn như bạn có làm MC nữa đúng không? Dạ vâng, MC thì em tại cũng... sao lại chiếm nghề của tôi nhỉ? Nói thật anh là lúc đấy công việc nó cũng khó khăn, nó cũng chưa có nhiều những cái cơ hội job về nhảy rồi các thứ, nó cũng chưa có nhiều. Em mà mình cũng cần phải làm thêm một cái gì đấy, nhưng mình cũng muốn làm một cái gì đấy nó liên quan đến âm nhạc, liên quan đến những cái mà mình biết. Thì hồi ở Hà Nội em hay làm MC cho các event hip hop, bởi vì em hay tổ chức giải cho các anh em, và bởi vì mình hiểu nó nhất
thế là mình hay lên sân khấu mình làm MC, mình giới thiệu. Thế thì em có gọi là một chút kinh nghiệm ở cái đấy. Xong đến lúc vào làm Zone FM thì nó lại là một cái môi trường đúng là MC chuyên nghiệp hoàn toàn luôn. Mình vừa phải biên tập, mình vừa phải chuẩn bị, xong mình phải lên sóng, mình thu âm, nói chung là rất nhiều những cái kinh nghiệm. Em cũng rất là thích công việc đấy, nhưng mà đến lúc mà bắt đầu quyết định là thôi mình phải tập trung vào hát, tập trung vào phát triển cái này thì lúc đấy em mới dừng. Lúc mà nghe em hát, anh lại còn có thêm một cái câu hỏi trong đầu mình là thế cậu này cậu có biết trước là cậu hát hay như thế không? Thì tại sao cậu lại đi nhảy trước khi hát nhỉ? Em vẫn luôn muốn hát, vẫn luôn thích hát. Nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ rằng là, tại vì cũng chưa có ai bảo em hát hay cả. Mãi đến tận lúc mà về đây rồi làm nghề em làm nhảy cũng nhiều năm, mình thấy là ở trong cái chặng đường đấy mình cũng đã làm được nhiều thứ. Mình còn vẫn còn một cái ước mơ, vẫn còn một cái tâm tư như đau đáu, bây giờ sợ già quá rồi không làm nhanh thì trễ mất anh ạ. Thế là lúc đấy em mới quyết định là thôi đi học hát. Bây giờ nếu mà mình muốn làm thì mình phải chuẩn bị cái nền tảng cho mình. Thì em lúc đấy em đi học hát và nhưng mà em cũng biết rằng là mình không có nhiều thời gian. Là mình sẽ phải học một cách nào đó khác, chứ mình không thể nào cắm đầu vào học 3, 4 tháng, 5 tháng, 1 năm xong bắt đầu mới ra làm, rồi mới bắt đầu đi tìm kiếm cơ hội thì lúc đấy nó thực sự là nó trễ mất. Thế là cái cách học của em là em sẽ học mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cơ hội em được trao. Qua những cái buổi mình diễn xong ấy, em về em rất hay xem lại những cái clip mà em đã diễn. Lúc đầu hồi xưa rất ngại, tại vì mình biết có thể hôm đấy mình hát lỗi, mình biết mình biểu diễn lỗi, mình ngại, mình không muốn xem lại. Nhưng mà đến lúc mình cũng phải đối mặt với mình. Mình nên xem lại để mình nghiêm khắc với mình hơn. Và bây giờ bạn đã đưa cái chất của bạn vào trong rất là nhiều những tác phẩm. Đưa cái chất của bạn vào rất là nhiều những chương trình có mặt của bạn với tư cách là cá nhân hay là tập thể. Nhưng mà cái điều mà ngày hôm nay cần phải nói nhất đó là bạn còn dám đưa cả chất của mình vào trong nhà Trịnh Công Sơn. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là nếu mà gọi là ngôn ngữ nói cho vui nhưng mà vẫn hay á, là ngỗ ngược đấy. Khi mà tôi chỉ mới nghe nói tới thôi là với tâm lý của một người yêu nhạc Trịnh Công Sơn một cách vô cùng trung thành và mỹ miều là tôi không đồng ý. Vâng. Tôi nói làm sao mà được. Và thật sự là tôi đã phản ứng bằng cách là tôi không nghe. Vâng. À, ok, không bấm vào. Vâng. Nhưng mà bạn có tưởng tượng là hầu như văn phòng của tôi là cứ tới khoảng 4-5 giờ chiều là tất cả mọi người cùng nghe. Thế á. Thế là tôi phải nghe. Ôi giời. Và ngay từ cái gọi là cái tích tắc đầu tiên tôi đã bị xúc động. Là bởi vì tôi thấy đây mới chính là một cái chất Trịnh Công Sơn mà nó sẵn có chứ không phải là bạn thêm vào. Đúng rồi anh ạ. Sẵn có. Em nhìn thấy, em đúng nhìn thấy đúng cái điều đấy nha anh, vì nó sẵn có. Bởi vì sao? Vì khi em tìm hiểu về bài hát, em hát cái giai điệu lên, sau em nghĩ ngẫm về cái lời, bảo nghe như là viết cho mình. Có những cái câu chuyện, có những cái bài hát mà mình đã sống qua rồi, mình đã trải qua những cái điều đấy rồi, mình nó sâu sắc quá, nó bảo là tại sao mà nó cứ vẩn vương ở trong đầu mình những cái giai điệu đấy. Mà càng tìm hiểu mình lại càng thấy là mình càng có nhiều cái sự liên kết đối với cả cái ca khúc đấy. Càng tìm hiểu mình lại càng cảm thấy mình hiểu nhạc sĩ hơn, hiểu là đây là hiểu là con người, rồi cái cuộc sống, các cái cách mà bác Sơn bác cái sống, bác cái ứng xử với mọi người, bác cái đối xử với mọi thứ xung quanh, mình càng thấy mình lại càng hiểu là đây cũng chính là cái tư tưởng mình đang muốn hướng tới. Cái cách Hà Lê hát nhạc Trịnh nó giống như là bạn đang mô tả một cái gì đó rất là vô hình. Và nó cứ vang vọng. Nó không giống như là bạn không tặng cho người ta một cái thứ rõ ràng là một cái ly hoặc là một cái tờ giấy. Và bạn chỉ tặng cho người ta một cái khoảng không và tự động cái ly và cái tờ giấy nó có sẵn. Và nó cứ thứ thế mà nó sẽ thay đổi hình dạng theo. Nó cứ thay đổi và nó cứ nhập nhận ở trong đầu. Tại vì nó là cảm xúc của chính mình. Cái cảm xúc đấy nó sẽ tạo ra cái không gian đấy của anh. Và tôi nghĩ rằng là cái thành công của cái dự án này của bạn đó chính là bạn tạo ra một cái không gian Trịnh Công Sơn. Dạ vâng, và em cũng luôn luôn nói với cả anh em trong ekip, với cùng tất cả mọi người, là cái mình đang tạo ra không phải để thay thế bất cứ một cái gì. Mà chỉ là để cho mọi người có thêm một trải nghiệm, thêm một sự lựa chọn. Và nếu bạn chọn tôi thì đây sẽ là không gian âm nhạc của tôi. Nhưng mà có cái phản ứng tiêu cực nào với cái dự án của bạn không? Em nghĩ có chứ ạ, có nhiều chứ. Nhưng mà cũng giống như có ngày có đêm, có trăng có trời, có nắng có mưa thì có tích cực hay có tiêu cực. Đấy, là thấm nhạc Trịnh cho chẳng còn quan tâm nhiều nữa. Em nghĩ là như này này, là cái lời tán dương thì nó đưa mình lên tận mây xanh. Cái lời tiêu cực nó sẽ kéo mình xuống đất. Mình sẽ luôn cần cái đôi chân ở trên mặt đất.
Một sự cân bằng rất là thú vị. Và đúng không? Em nghĩ là đối với em cái chữ cân bằng nó rất là quan trọng. Và em luôn luôn cố gắng là để giữ cái được cái trạng thái để cân bằng nhất trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc của mình. Kể cả mình có muốn trưng trổ bao nhiêu kỹ thuật hay là các cái thứ này kia, đến một thời điểm đấy mình cũng sẽ phải cân bằng, là mình sẽ phải tiết chế lại. Em nghĩ phải có khoảng trống để cho khán giả người ta vào cùng với mình. Chứ nếu mình làm dày quá, mình đặt mình kiểu lớn quá, lúc ấy mọi người sẽ không còn cái chỗ nào để cùng với mình grow nữa. Mà em muốn là khi mà chúng ta đã vào trong cái không gian âm nhạc đó rồi, cái cảm xúc của anh và của em sẽ cùng phát triển lên, cùng lớn lên. Mình sẽ cùng phát triển tiếp với câu chuyện đó. Tôi đang định hỏi bạn về cái chiến lược đó. Tại vì rõ ràng là nó rất là dài. Và cứ thi thoảng đến khi không còn mong chờ được nữa lại xuất hiện. Thế thì bạn đang vẽ ra con đường như thế nào cho cái dự án này ạ? Em vẫn còn rất nhiều thứ phải làm với nó. Nhưng nó cũng sẽ không thể là một thứ mà ngày 1, ngày 2 sẽ xong ngay được. Em mất 2 năm để làm được 7 bài hát và 3 cái MV. Nhưng đằng sau vẫn còn rất nhiều MV và cả một dự án nhạc kịch mà em vẫn đang rất là nung nấu. Bên cạnh đấy nữa thì em cũng sẽ vẫn làm. Tại vì quá trình em làm nhạc Trịnh 2 năm qua là em cũng đã hiểu hơn, giúp cho em hiểu hơn về chính em rất là nhiều. Về cái phong cách âm nhạc của em, về cái định hình một cái người nghệ sĩ của em. Từ đấy em cũng hiểu rằng là em cũng muốn làm những sản phẩm mới, những sáng tác mới tinh. Để thử xem là sau 2 năm giao lưu với cả bác Sơn mình có học được gì không. Mình có phát triển được gì không. Và quý vị thân mến, thật ra cái mục đích quan trọng nhất của cuộc trò chuyện ngày hôm nay là để nói về dự án này. Tuy nhiên là tôi lại quyết định là không nói nhiều về dự án này trong chương trình này. Vì tôi nghĩ rằng là có một cách để cho quý vị bị kích thích. Đó chính là để quý vị hãy tự tìm hiểu lấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái lời dẫn dắt nào trước, bày biện trước cảm xúc để quý vị đến với những tác phẩm của Hà Lên đều không hợp lý. Mỗi một lần khác nhau, quý vị sẽ cảm nhận những bài hát này khác nhau. Có lúc quý vị sẽ thấy là không gian của quý vị đang sống tự nhiên nó nở ra. Có những cái niềm vui được nhân lên, hoặc là bỗng dưng mình lại cảm thấy cực kỳ buồn. Và giống như là ai đã chạm vào một cái chỗ mà mình đã giấu rất là sâu những cái nỗi buồn đó. Nhưng mà anh có thấy được an ủi không? Được. Khi mà chạm vào cái nỗi buồn này anh có thấy được an ủi không? Đấy. Đó là bản chất của nhạc Trịnh Công Sơn. Và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta hãy tạo cơ hội cho khán giả. Hôm nay là Hà Lê đã được ở trọ tại đây. Trong show của anh Tùng Leo được ở trọ tại đài truyền hình HTV. Và Hà Lê hy vọng là các bạn cũng sẽ ở trọ với cả bọn mình một chút ở trong âm nhạc. Rất thú vị quý vị ạ. Và chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Bởi vì bản thân chương trình này cũng còn rất là nhiều điều thú vị dành cho Hà Lê. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với Studio H9 hẹn cuối tuần với số về Hà Lê. Và bây giờ vẫn là một trong những phần mà quý vị khán giả rất là thích. Đây là phần mật mã giải trí và mật mã nằm trong đây. Vâng. Và nhìn vào cái số lượng phiếu thăm màu vàng ở trên bàn này là Hà Lê biết là anh em biên tập là yêu quý bạn như thế nào. Thì bình thường là chỉ bằng một nửa số này thôi. À thế ạ? Chết rồi. Thật là kinh khủng. Hôm nay tôi nhìn thấy cái số lượng này tôi thấy. Thế này là cũng cố tí đánh đố em ấy đúng không? Đúng không? Và nhiệm vụ của Hà Lê là như sau. Chủ đề của chương trình là thấy sao làm vậy thôi. Là mở ra chủ đề gì thì mình làm như thế. Ok. Hát, múa, rap tùy bạn. Ok. Đấy, wow. Tức là sao mà hết đấy thì thôi. Này thì chắc chắn là có đầy đủ cả ba rồi. Sao mà thiếu được cái nào nữa. Nào vô. Nào vô. Anh cho em tí năng lượng nha. Để xem cái đầu tiên là gì nào. Ca khúc về Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Em mình có một ca khúc cũng có cả hai luôn. Đấy. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, quê hương ơi sao vẫn còn xa. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ. Việt Nam ơi, còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau. Ê, chịu chân em, chịu chân anh, hỡi ba miền vùng lên cách mạng. Đã đến lúc nối tâm lòng chung, tuổi thanh niên hãy đi vào cứu giúp miền Trung. Nghe nhé các bạn. Yeah, hay vậy. Nhạc hip hop. Hip hop. Nhạc hip hop là em phải hát nhạc hip hop. Có nghĩa là em hát hoặc là em nhảy tùy em. Nhạc hip hop. Và mình sẽ nhảy đi vậy.
đây là một cái điệu nhảy rất là cơ bản. Có chuyện nó rất đầu nha. Rất mà ai cũng học hip hop cũng cần phải biết, nó là điệu Running Man. Ủa làm sao mà lùi được cái chân phía trước hay vậy? Dạ anh làm chậm lại xem nào. Nhảy nó ra đằng sau. Gọi là Running Man mà mình nhớ tại chỗ. Đây là một đề trong những cái điệu nhảy rất là phổ biến ngày xưa. It's Running Man. Hallelujah, it's Running Man. Đấy là đấy. Nhạc truyền thống. Có bài Người mẹ của tôi ấy ạ. Nước mắt mẹ không còn vì có những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói sương, con nghe sao cơn gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Cho con xin đôi mắt mỏi mòn, cho con xin sẽ đôi bát cơm, cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, ơi. Wow. Nhạc trẻ. Đó, giờ nhạc trẻ, nhạc sao trẻ nè. Cỡ này gọi là trẻ nè. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh thứ em đang mong chờ. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Nói nhạc Sơn Tùng vẫn là nhạc hay. Em rất thích nhạc Sơn Tùng. Nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh. Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tối nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ý a, ý a, ý a, a. Không vấn đề gì cả, đúng không anh? Ở trọ cả mà thôi, đúng không anh? Ở trọ cả mà thôi. Nhạc Giáng sinh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Không thuộc lời đoạn này thì ta sẽ chê thêm lời vào đây. Ôi, jingle bell, jingle bell, ai cũng thuộc đoạn đây. Dân ca. Đây. Này mới hay này. Dân ca có được tính là vọng cổ, vọng cổ có được tính là dân ca. Được luôn. Nguyễn Ngọc Nam nhắn nhớ nằm nhà nằm ngứa nằm nghiêng ngồi nằm ngay ngủ ngay ngò ngò nhớ nàng ngọc nữ năm nào. N không vậy? Toàn nữ. Cái này là từ trong một cái lại trong live show số 2 của anh Vân Sơn, anh Bảo Liêm từ ngày xưa. Chương trình gì mưa bụi hay là cái gì ấy, không nhớ, một chương trình hài xuân gì đấy mà có một đoạn này không bao giờ quên được. Không bao giờ quên được. Và vọng cổ cũng là một thứ âm nhạc mà em rất là thích. Ngày xưa lúc bé em xem rất là nhiều. Em xem rất là nhiều. Biết đâu sau Trịnh lại là một project về em không biết. Em không biết. Mình đừng nói trước đúng không? Không nói trước được. Nếu mà đến thì là sẽ là đến. Và rõ ràng là trò chơi này thật ra cuối cùng cũng chỉ để cho quý vị thấy là cái tính từ Hà Lê nó rõ nét như thế nào qua cách bài hát. Một lần nữa chúng ta hãy cùng vỗ tay, quý vị ở nhà cùng vỗ tay tại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và phần cuối cùng của chương trình, một phần mà hầu như tuần nào chúng ta cũng nói đến, và tuần này thì với Hà Lê điều đó sẽ là gì? Xin mời quý vị cùng chờ đợi ở phần sau. Đừng chuyển kênh, chúng tôi quay trở lại ngay. Chào mừng tất cả quý vị cùng quay trở lại với Studio 29 hẹn cuối tuần số về Hà Lê. Và bây giờ sẽ là phần mật mã cuối cùng của tuần này. Tôi yêu Việt Nam. Tại sao lại là câu này? Là bởi vì là thật ra chúng ta đang sống trong những ngày tháng rất là đặc biệt của nhân loại. Và càng sống trong những ngày này tôi lại càng yêu Việt Nam hơn. Đúng vậy. Em thấy mình may mắn vì được sống. Thấy mình may mắn được sống ở trong thời đại này.
mà mình thấy mình may mắn là mình được sang sống ở đây, tại Việt Nam. Thật sự các bạn nhé, Việt Nam là nơi đáng sống nhất trên thế giới, hạnh phúc nhất thế giới luôn. Các bạn cứ nhìn tình hình chúng tôi chống trả với cả Covid vừa rồi thì các bạn sẽ thấy Việt Nam muôn năm. Thực sự là càng trong những cái lúc khó khăn này, ví dụ như bọn em đọc được rất là nhiều về lịch sử, về những cái lúc đất nước trải qua những cái thời khắc khó khăn. Và mọi người hay nói nhiều đến cái tinh thần đoàn kết, cái tinh thần quật cường của dân tộc mình nó là như thế nào. Thì thực sự là cái thời khắc này là cái thời khắc chúng ta đang chứng kiến cái việc đấy. Chính xác. Và cũng bởi như thế nhá, mà em thấy là các cái chương trình hay là cái kể cả cái việc mà người dân không được đi nước ngoài nữa, họ chọn đi trong nước thì họ mới thấy là ui, chỗ trong nước đẹp dã man. Và bản thân em cũng vậy, làm nghệ sĩ bao năm được đi đến nhiều nơi. Và bây giờ đến bây giờ càng ngày mình chỉ thích đi du lịch ở Việt Nam nhiều hơn là đi ra nước ngoài anh ạ. Và trong những ngày này thì ngoài chuyện rất yêu Việt Nam vì Việt Nam đã rất kiên cường để chống lại Covid-19 thì cũng rất yêu Việt Nam là bởi vì một lần nữa người dân miền Trung lại phải gánh chịu một trong những cái điều vô cùng xót xa. Và qua đó thì chúng ta cũng thấy được rằng là cả nước cũng hướng về miền Trung. Vâng, và em thấy nó đang trở thành một cái thói quen. Và cái thói quen này rất là tốt. Mình có câu là lá lành đùm lá rách. Thì em nghĩ đấy, những cái câu ca dao tục ngữ đấy bây giờ nó đang được thực sự là được áp dụng. Em thấy rất cổ vũ những cái tinh thần tự giác của những người mà đứng lên để kêu gọi và chủ động trong cái việc đấy. Tại vì nếu một ngày cái việc đấy xảy ra với bạn thì bạn cũng, nếu bạn đã cho đi rồi thì bạn cũng sẽ nhận lại được thứ tương tự. Mọi người đừng có vì những cái con số rất là to là mấy tỷ đồng hoặc là bao nhiêu tấn gạo hay là như là thế nào mà mọi người cảm thấy bị tự ti á. Bởi vì Tùng biết rằng là người dân mình rất là đáng yêu. Ví dụ như là ở cái cơ quan của Tùng thôi thì mỗi một người đều đã tự nguyện góp 2 ngày lương để mà tặng cho đồng bào miền Trung. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi túi bạn không có đủ mấy chục tỷ, bạn vẫn là những người hùng trong giai đoạn này. Vâng, và Hà Lê nghĩ rằng mọi cử chỉ, mọi hành động nó đều cần phải xuất phát từ cái tâm. Và khi mà nó đã xuất phát từ cái tâm của các bạn rồi thì cái cách các bạn cho đi, do dù nó lớn hay nó nhỏ, nó đều có cái giá trị như nhau cả. Và cho nên là bạn đừng ngại cho đi. Kể cả bạn cho một chút đi cũng được, nhưng miễn là bạn cảm thấy thoải mái. Bạn không nhất thiết phải đua đòi hay là phải là phải cố giống như người khác, không cần. Vì như bác Hồ cũng nói, tuổi mình nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Nếu mình sức mình bao nhiêu mình có thể hỗ trợ được, mình cảm thấy cần hỗ trợ thì mình hỗ trợ. Còn nếu mà các bạn cũng đang khó khăn mà các bạn cảm thấy không thì cũng không sao cả. Nên là đừng toan tính, hãy cứ cho đi thôi đã các bạn ạ. Dạ, cảm ơn Hà Lê cũng đã đến đây cùng tôi và trò chuyện cùng tôi và đưa ra những quan điểm rất là thú vị, đặc biệt là tình cảm của bạn dành cho miền Trung, dành cho câu chuyện Covid. Hy vọng rằng là những dự án của bạn, không chỉ riêng nhạc Trịnh mà ngay cả những dự án chưa hình thành, nó cũng sẽ lan tỏa đến những cái trái tim đồng điệu. Em xin cảm ơn anh Tùng cũng như là cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội hôm nay được đến đây. Và thực sự là hôm nay được nói rất nhiều, hôm nay được chia sẻ rất nhiều, và để biết đâu nó có thể giúp ích được cho ai đó đang ngồi xem chương trình, đang có cũng một câu chuyện giống như vậy và họ cũng đang cần tìm giải pháp. Cho nên là thank you anh rất là nhiều và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Quý vị thân mến, đầu chương trình chúng ta nói về bộ nhận diện về một nghệ sĩ, tính cách riêng của họ. Cuối chương trình chúng ta nói về tôi và chúng ta, ở giữa đâu đó thì Hà Lê có nhắc đến sự cân bằng. Và tôi nghĩ rằng sự cân bằng đó chính là điều quan trọng nhất của cuộc sống. Hy vọng rằng chuỗi câu chuyện dài đi từ cảm xúc nghệ thuật đến câu chuyện đất nước ngày hôm nay sẽ mang đến một giấc ngủ ngon, cân bằng của tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng theo dõi chương trình này. Xin hẹn gặp lại lần sau. Cô ấy đến đây quăng cho tôi một cái cục gọi là căng thẳng. À, còn cái nữa, anh giống Doraemon. Nhưng mà để công nhận em trở thành một người nghệ sĩ ở một cái tầng lớp khác, một cái chiếu khác thì họ chấp nhận. Có những lúc mình lên sân khấu, mình cầm micro, mình thấy mình giống một con robot. Mình đang hát vì kiếm tiền. Mẹ Bảo Thi á, gặp Tùng Leo điều đầu tiên là than thở, giống như cô không nói được với ai. Ồ, kỳ vậy hả anh? Trời, giờ em mới biết á. Tội nghiệp nó lắm con. Mình cũng tin Việt Nam mình nữa. Em chả hiểu sao mình có cái cảm giác là mình sẽ an toàn. Thế là bút vé bay về gấp. Mặc dù chuyến đi chưa được hoàn thành một nửa nữa. Em không chỉ rất là tử tế với người trong nước mà tử tế với lại mọi người xung quanh nữa. Em không còn ngây thơ. Em thôi mộng mơ thôi là cả cười được. Và em không hay khóc nữa.